Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài nói và nghe những miền quê yêu dấu. Và khi thực hiện được bài này thì chúng ta cần có những yêu cầu như sau. Chúng ta sẽ giới thiệu về một miền quê mà chúng ta thích. Đầu tiên thì hoạt động chuẩn bị thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số nội dung sau. Thứ nhất, chúng ta muốn giới thiệu về miền quê nào và quê nội hay là quê ngoại hay là miền quê em đã có dịp ghé thăm. Tức là chúng ta phải giới thiệu được về tên miền quê đó là ở ở đâu, đúng không? Quê nội của em hay là quê ngoại của em hay là cái miền quê mà chúng ta có dịp được đi du lịch. Và cảnh vật và con người nơi đó có gì thú vị và em mong ước điều gì cho miền quê đó. Đó là một số gợi ý về công tác chuẩn bị để chúng ta nói và nghe về miền quê yêu dấu. Và chúng ta có thể lựa chọn các cái tranh ảnh tư liệu để sử dụng khi giới thiệu. Chúng mình nói về miền quê thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sưu tầm những cái bức tranh liên quan về miền quê mà chúng ta nói, đúng không? Chúng ta muốn nói về những vùng như là vùng núi hay là vùng núi hay là đồng bằng hay là vùng biển thì chúng ta phải sưu tầm được những cái địa danh hoặc là những cái cảnh vật xung quanh ở đó để trang trí hoặc là chọn những cái bức ảnh tư liệu để sử dụng khi giới thiệu về cái miền quê mà chúng ta muốn nói. Và ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể dựa vào một số gợi ý của thầy, sau đó chúng ta sẽ nói về miền quê yêu dấu. Ví dụ chúng ta muốn nói về một miền quê yêu dấu, ví dụ như là ngoại thành Hà Nội này, thì ở đây chúng ta sẽ phải nói về một số cảnh vật như là ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật phía xa xa, những cánh đồng lúa rộng mênh mông, những bông lúa chín nặng trĩu vàng ươm, hay là đầu làng thì lũy tre in với mái đình cổ kính và nghiêm trang, và trên triền đê thì đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Thỉnh thoảng trong làng lại vang lên tiếng gà gáy, dòng sông thì hiền hòa chảy qua làng, bồi đắp phù sa màu mỡ cho ruộng đồng. Con người thì chúng ta có thể thấy đó là các cái bác nông dân đang làm việc thì như thế nào, hăng say, đúng không? Rồi những buổi chiều mát mẻ, em thường cùng các anh chị ra đây để thả diều, và những con diều bay cao trong gió như ước mơ của tuổi thơ đang bay cao bay xa. Mong ước của em thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn như là em mong sao làng quê em vẫn mãi bình yên, êm ả như vậy. Thì đó là một số điều chúng ta có thể vận dụng để chia sẻ với các bạn về một miền quê yêu dấu. Đến với hoạt động thứ hai thì chúng ta sẽ gì? À, nói về và giới thiệu về miền quê mà chúng ta đã chuẩn bị. Thì có thể chúng ta có thể đóng gì, đóng vai người nghe hay là lắng nghe bạn giới thiệu để có thể ghi lại được những cái nội dung mà chúng ta thấy thú vị. Thì ví dụ như chúng ta sẽ giới thiệu về miền quê mà chúng ta đã chuẩn bị này, rồi trong vai người nghe lắng nghe bạn giới thiệu này. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể là giới thiệu về một miền quê như bài cho chúng ta tham khảo. Mỗi dịp nghỉ hè em thường về thăm quê, quê em ở ngoại thành Hà Nội.
Nơi đây là một vùng quê xinh đẹp và bình yên. Thời tiết ngày hè rất nóng bức. Ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật. Phía xa, cánh đồng lúa rộng mênh mông, những bông lúa chín nặng trĩu vàng ươm. Các bác nông dân đang làm việc hăng say. Đầu làng, lũy tre in với mái đình cổ kính và nghiêm trang. Trên triền đê, đàn trâu đang tung thăng gặm cỏ. Những buổi chiều mát mẻ, em thường cùng các anh chị ra đây để thả diều. Những con diều bay cao trong gió, những ước mơ của tuổi thơ đang bay cao, bay xa. Thỉnh thoảng, trong làng lại vang lên tiếng gà gáy. Dòng sông hiền hòa chảy qua làng, bồi đắp phù sa màu mỡ cho ruộng đồng. Em mong sao làng quê em vẫn mãi bình yên, êm ả như vậy. Kết thúc kỳ nghỉ hè, em phải trở về với cái ồn ào tấp nập của phố phường Hà Nội. Nhưng những bình yên quê hương đem lại vẫn luôn thổn thức trong tâm trí em. Mỗi dịp rảnh rỗi, em lại trở về quê hương. Thì đó là một bài giới thiệu về quê hương. Bạn ấy giới thiệu về về ngoại thành Hà Nội, đúng không? Một lần bạn ấy về thăm thăm quê. Như vậy thì chúng ta thấy những cái cảnh vật mà quê hương yêu dấu thì có ở trong bài, ví dụ như là những bông lúa chín trĩu này, vàng này, hay là những cánh đồng lúa rộng mênh mông, hay là đầu làng lũy tre in với mái đình cổ kính nghiêm trang. Đó là những cái hình ảnh nói về một cái vùng quê, đúng không? Và những cái dòng sông hiền hòa chảy qua làng. Như vậy thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn về một miền quê mà chúng ta yêu yêu mến khi mà được đi thăm hay là được đi về quê chơi. Dựa vào đó, một bài tham khảo thì chúng ta có thể chỉnh sửa và giới thiệu cho các bạn nhé. Chú ý là chúng mình có thể gì trang trí lại và sưu tầm tranh ảnh để làm cho phần nói được sinh động hơn. Trao đổi góp ý kiến thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn những ý kiến về những điều mà chúng ta thấy hay, thấy bổ ích. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng muốn chia sẻ những điều mà chúng ta mong muốn thêm nữa về về một vùng quê yêu dấu. Góp ý cho bạn về nội dung giới thiệu, cách nói này, giọng nói, cử chỉ và điệu bộ. Đến với hoạt động vận dụng thì chúng ta sẽ chia sẻ với người thân thông tin về những miền quê em hoặc là bạn đã giới thiệu. Thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn về những cái thông tin mà các cái miền quê mà các bạn ấy giới thiệu. Còn bây giờ chúng mình sẽ tìm và đọc sách báo về quê hương đất nước. Thì chúng ta có thể tìm những cái nguồn sách, ví dụ như trong thư viện này, hay là trên báo này, hay là trên các cái trang internet điện tử, đúng không? Tìm những tác phẩm họ nói về gì? Quê hương, đất nước. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ cho các bạn. Ví dụ như một số quyển sách như là tên sách là Nước Việt Nam, tác giả là Hạo Nhiên. Thì đọc xong thì chúng ta có thể giới thiệu với các bạn về nội dung. Nội dung là giới thiệu về các vùng quê, vùng miền quê và các cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Và chúng ta sẽ tìm thêm một số quyển sách hay là tác phẩm về miền quê để giới thiệu cho các bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài nói và nghe miền quê yêu dấu. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.